tam ấn mạch đó, nhìn hấp dẫn không? Chia đôi nha. Chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều các món ăn đường phố nha. Đặc biệt là hôm nay chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn heo quay nè. Heo quay Lạng Sơn lắm ớt mập tại Sài Gòn của cao thủ Bình Định và cao thủ miền Tây nha. Giá cũng không thay đổi vậy hả? Dạ, đúng rồi. Ăn Tết xong nó vẫn như vậy. Đi ra làm ăn. Rất là nóng hổi luôn.
nóng lắm nha cả nhà, phải đeo bô tay. Dân da đó, chất lượng nhất miếng da hả, đã cô chú có thường ăn heo quay anh Quân không? Nhìn hấp dẫn quá. Cái này cũng bán lai rai hoài á anh Quân hả? Chấm 3 được không anh? Chấm 2 đi. Chặt ngẫu luôn nha. Dạ. Chia sẻ có món ăn đường phố thì hôm nay quay trở lại nè, địa chỉ là heo quay lắm mặt anh Quân á tại Sài Gòn, thì chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn, quý cô chú anh chị và các bạn xem video nếu thấy hay có thể là like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ giúp mình để Cuộc Sống Sài Gòn TV có động lực làm các video tiếp theo về ẩm thực đường phố Sài Gòn trong cái thời gian sắp tới nha cả nhà. Hôm nay anh làm con heo 50 mấy ký. Ăn Tết xong vô làm con heo năm bán là từ bữa 16 luôn hả anh Quân? Đúng rồi. À. Hôm nay được 20 ngày. 20 ngày đúng rồi. Lâu lắm ăn Tết xong rồi, bây giờ mình cũng quay video đầu tiên nè cả nhà. Về đó, heo quay anh Quân. Khai đao anh Quân. Nếu có dịp đi ngang qua đây thì quý cô chú anh chị và các bạn ghé thưởng thức nha. Cũng như là anh Quân có ship tận nơi luôn đó cả nhà. Có ship tận nơi luôn. Heo quay từ 220 cho đến 180. Mấy? 180. Cho đến mấy? 280. Đến 280. 180 đến 280. Bây giờ xả cái đó ra hả? Ra cái mông. Ra cái mông.
À, lọc xương bỏ bớt á. Anh bung bây giờ ra cái mông heo đó nha. Nhìn hấp dẫn quá cháu hả? Dạ. Dạ, chú bữa nay mới ăn hả? Có ăn rồi. Có ăn rồi hả chú? Dạ. Trăm ba nha chú, tới nửa ký. Trăm ba chưa tới nửa ký. Nóng quá.